Xin chào các bạn, tôi là Lê Xuân Thần đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Dây Sợi Rồng Á Châu từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi có chuyến công tác đến thành phố Lào Cai và có dịp làm việc. Công ty Hoàng Lan là có một mảng kinh doanh rất là lớn, là chuyên về trồng chuối và xuất khẩu chuối đi nước ngoài. Đặc thù của địa hình ở ngoài Lào Cai rất là dốc, buồng chuối rất là to. Cho nên là khi mà cây chuối lớn lên, các kỹ sư phải có những cái dây như thế này để buộc và ràng những cái cây chuối lại với nhau. Với sợi dây chuối của công ty chúng tôi thì có màu xanh nhỏ nhưng mà lực kéo của nó rất là lớn, đến hơn 90 cân.